nhớ thổi nha. Xin chào mọi người, mình là học sinh Anh Nhân Sư Shimida Sahai. Ok, thì hôm nay tôi sẽ sẻ cho các bạn 8 kiểu cách ăn mandu Hàn Quốc. Đó, với công thức này thì các bạn sẽ nhận được lời khen nè, nhận được người yêu. Có nghĩa là mình nấu cho người yêu đó. Số 1, người truyền thống. Khi chế biến món này thì quan trọng nhất là mandu. Trời ơi, nhìn mandu ngon quá. Đây là sốt truyền thống, nước tương, nước giấm. Cuối cùng chỉ còn mình bỏ ớt thôi, ớt xay nhé. Wow, giờ ăn được rồi, có nên thấy mềm không? Cái vị này là vị truyền thống, khá là ngon, khá là hợp. Nhưng mà chấm xíu thôi. Bước này là cơ bản thôi các bạn. Bây giờ cắt ngon hơn nữa. Số 2, kết hôn quốc tế. Mình có thể ăn chung với sốt teriyaki cùng sốt cay Hàn Quốc cũng được nữa. Bây giờ ăn teriyaki desu yo ne. Wow, không thiệt. Nhìn nhân nó đầy nhờ. Nhìn gì nó bự. Có thể kết hợp với vị quốc tế. Wow, nhìn biết là cay cay rồi, nhìn rất là thèm. Vừa mới thấy được tương lai. Ngon thật. Ngon lắm luôn á. Hơi cay thôi. Các anh này là rất là nhanh gọn và ngon nữa, mang lại cảm giác mới. Món tiếp theo là số 3, mandu yêu mai. Chúng ta cần mandu thịt và bắp và phô mai. Chiên. Yes. Nó không có bắn các bạn à. Cái mandu bibigo là một trong những sản phẩm mà tôi thích nhất, bởi vì nó tiện lợi mà vì nó thơm ngon nữa. Đó, các bạn thấy cái chừng nào mà nó cả thơm thì nó sẽ chín rồi đó. Bibigo là thương hiệu rất nổi tiếng ở Hàn Quốc bởi hương vị thơm ngon và được kiểm định bởi các chuyên gia. Các bạn có thể yên tâm nha. Hấp thì chín nhanh hơn, còn chiên thì hơi lâu, mà nó sẽ đặc biệt. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ phô mai ngay đây. Nhưng mà quan trọng nhất là các bạn phải canh, tại vì tí nữa Tom and Jerry có thể tới nè. Đó, phải có lỗ lỗ này. Đợi cho tới khi mà nó chảy thôi. Chà, bây giờ phải ăn liền. Cái phô mai này là nó nguội rất là nhanh nên là phải ăn. Đừng nói. Có thể là mình để đây, để dưới phô mai ngay dưới, sau đó mình kéo nó. Wow, các bạn thấy không? Wow, nó kéo này nè. Sau đó mình cuốn. cắt rồi đó. Wow, vị phô mai. Wow. Phô mai. Xuất sắc. Ngon quá các bạn ơi. Mà chiên nè. Đó, cũng vậy nè, đó. Đó, phô mai ơi. Mình chưa bao giờ ăn có vị bắp mà là siêu ngon như vậy. Và lại có phô mai nữa chứ. Ngon quá các bạn. Mà nó siêu giòn ghê á. Amazing. Này, ăn với cơm mà tuyệt vời. Lấy cái này xong hấp thêm nữa, xong ăn nữa là xỉu luôn á. Số 4, 1, 2, 3. Mandu, mandu, mandu. Ok, để tôi nấu cho. Trời ơi. Bột mì. Và mình sẽ để 2 trứng.
nhậu thì các bạn cần nên dùng vị hải sản, rất là hợp lý. Nhanh gần chín rồi. Cái này nếu mà ai muốn ăn thêm thì ăn thêm thôi. Đó, món nhậu càng nhiều càng tốt. Ê, ăn mang đủ nha. Hey. Ok ok, ăn miếng này thôi. Đó, mà thấy không? Miếng ở dưới thì lại giòn, nhưng mà lại miếng ở trên thì rất là mềm. Đúng rồi đó, rất là thú vị. Cút luôn. Yo, Bluetooth, yo, Bluetooth. Yo, Wi-Fi. Oh, Wi-Fi. Yo. Giờ mới ăn được. Người thứ hai ăn. Sai. One hour later. Nhậu thật là tuyệt vời. Mà cũng vừa thôi nha. Số 5. Combo mà ai cũng biết. Ăn như vậy sao mà ngán được đúng không? Muốn chết. Số 6, mandu tắm biển. Ok, cách làm lẩu mandu thì như thế này. Đầu tiên là mình sẽ xào kim chi với lại tôi một chút. Xào kim chi thì cái lẩu nó sẽ thơm lắm. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ nước vào đây. Chừng nào sôi lên thì mình bỏ nguyên liệu sao. Cái bên thì mình phải chuẩn bị cái sốt rất quan trọng, tỏi bằm. Bắt đầu mình sẽ bỏ vào một muỗng ớt bột. Bỏ vô đây. Thêm vào tiêu. Sau đó mình sẽ bỏ vào 2 muỗng nước tương. 1, 2 2 muỗng rượu. Ăn xong không có xỉn đâu, các bạn yên tâm đi. Khuấy cho đều. Ok, nó sôi này đấy, mọi thứ ạ. Ôi ôi, thơm quá. Với cái vị này là có thể ăn mì cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ nguyên liệu như sau. Nấm, hành ba rô, hành ba rô lá, bí ngòi. Thôi mà cuối cùng là ớt. Còn mandu thì bỏ lúc cuối cùng. À, từ. Giờ bỏ cái này nữa. Khuấy cho đều. Cái cạo này. Chỉ cần bỏ cái này thôi. Hải sản, let's get it. À, chú xuống. Xong rồi, mà hôm nãy bỏ thêm phô mai nữa. Số 1. Ngon nhất trên thế giới. Mà nếu mà các bạn muốn xem clip mà nấu kỹ hơn, cắt như thế nào, bỏ như thế nào, thì các bạn có thể xem clip này ha. Nhìn siêu ngon rồi, không chịu nổi rồi. Trời ơi, cái phô mai, ôi ôi, cái phô mai, ôi ôi. Tới đâu. Wow. Cái này siêu ngon. Không ngon mới lạ. Wow. Nhớ thổi nha. Chắc chắn là không có nóng rồi. Chắc chắn là không có nóng rồi. Wow.
Cái này cắt này rất là ăn nóng hơn so với chiên và hấp. Cái này ăn với bạn bè, ăn với gia đình, ăn với người yêu là rất là nóng đấy. Rất là nóng. Nóng thì phải làm gì? Muốn tiếp theo nha. Số 7, ăn trước mặt mọi người. Ăn vậy mới ngon. Giải mà. Bù xì, em không có ăn đâu. Mập dữ lắm rồi. Bánh mềm ghê. Mà cái vỏ dai, thịt quá trời. Mỗi người ăn gì vậy? Ngon quá à. Cái này của em phải không? Ăn trụng rồi. Ngon quá không? Ăn ké mà. Sao ăn ké được? Thì biết gì không? Cái cách ăn ngon nhất á là ăn ké. Ngon lắm luôn á. Ngon. Cay quá.